là Persian, Mad. Persian bên mình là Katha. Rồi quân thì theo thông tin báo về là cũng cân thôi. Katha 98, thường cầm HC. Ogami không bảo anh em cho nó ốp sớm cứ như vậy là sao đấy ốp rồi mọi người. Bình luận to lên à, ok cảm ơn anh em sẽ bình luận to lên và anh em cố gắng cũng bật to tiếng sâu lên. Em hơi ốm thì ra là giọng nó không không được to lắm, anh em thông cảm. Hôm nay thời tiết nó trời nó trời trời quá. Max C dành cho Văn Hưởng. Và đây là Katarian của game thủ U98, phía bên kia là Persian. Anh em vẫn rất tự tin, cần thắng được trận này mới là giỏi này. Chào anh Đàm Thái. Cảm ơn mấy giống mặt đấy, anh kia này, em xin anh ấy. Phát trên page U98 thôi, chứ phát trên page của em xin phép phô mặt ngay, thậm chí là cởi trần anh em xem body mát. Ờ nhờ. Hơi khó hiểu sao 98 chưa có... cái pet của em còn được 70 HD rồi đó. Cái gì? Không có ung chi đánh kiểu gì. Liên hệ hỗ trợ cài đặt Game TV cộng ở đâu hả Kami? Bạn có thể vào gametvplus.com và liên hệ thế đó. Rất đơn giản. Chào anh Chập Cheng nhá. Chào tất cả mọi người đang có mặt ở trên fanpage của Game Thủ 98 và hy vọng mọi người hãy thể hiện sự ủng hộ của mình cho em cũng như là U98 bằng cách là like fanpage của em cũng như U98. Fanpage của em thì cũng đã được ghi ở trên bài viết đầu tiên. Tối qua xem phim có hay không Kami? Nói thật với anh em là phim thì nó cũng được. Có mấy cái đoạn nó dùng kỹ xảo nhiều quá em hơi lóa mắt, thành ra là cũng không nhìn thấy gì, ngồi chỗ nó hơi lầm. Nói chung là phim cũng hay. Katha đối đầu với Katha Mark đối đầu với Semper mà vấn đề rằng là Katha vẫn đang chưa đủ đồ. Rồi, như vậy là mặc dù quân cân nhưng chúng ta nhường luôn đội bạn một trận, thể hiện sự fair play trong lối đánh. Một đều trong C2, chúng ta đến với trận bản lấy luôn.